Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tháng năm qua do Đam Mỹ Tưởng Chuyện thực hiện, tập 2. Về sau không biết nguyên do gì mà ánh mắt hai người sẽ thường xuyên chạm nhau, có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương. Sở Toán Tả Mạnh thường xuyên sẽ bị gọi lên bảng làm bài tập. Khoảnh khắc cậu đứng khỏi chỗ ngồi, tầm mắt của Khâm Dương tưởng như lập tức dính chặt lên lưng cậu. Tất nhiên cũng có thể là ảo giác, bởi rất nhiều người cũng đang đến nhìn cậu. Đặc biệt là Trương Giang, ánh mắt còn cực kỳ nóng bỏng, loại ánh mắt sùng bái tới nỗi chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân. Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, đối phương đã tập thành quen. Chỉ cần Tà Mạnh làm xong bài tập, thầy giáo nói hai chữ chính xác thì sẽ lập tức vỗ tay đầu tiên. Lần nào Tà Mạnh cũng sẽ lúng túng đón nhận tràng pháo tay nhiệt tình cùng hỗn loạn mà trở về chỗ ngồi. Lúc này nếu cậu ngoảnh nhìn Khâm Dương thì ánh mắt đối phương 89 phần 10 cũng sẽ cùng nhau chạm vào nhau. Trên mặt ý cười thì nồng đậm, khóe mắt lại đầy tràn thiêu tức, hắn cũng đang vỗ tay. Trường Giang vỗ tay tới đỏ bừng, đặc biệt kích động. Bài này Phật Di Lặc không giảng mà cậu cũng làm được sao? Tả Mạnh bình tĩnh nói, tớ có chuẩn bị bài. Trường Giang sùng bái tới mù quáng, bắt đầu có phần khoa trương. Thế cũng là quá siêu rồi. Tả Mạnh liếc ghé một cái, sở sách ra chỉ vào một bài ví dụ mẫu. Không thấy giống nhau như đúc à? Chẳng qua chỉ đổi số, cứ làm tương tự là được. Trường Giang nhìn kỹ mới phát hiện đúng là cùng một dạng thật. Nếu cậu chuẩn bị thì cũng sẽ làm được. Tả Mạnh nói những lời này nghe cũng dễ dàng, hệt như hôm nay ăn gì vậy. Cậu vỗ vỗ cánh tay Trường Giang động viên. Lần sau cậu thử lên làm xem, làm đúng tớ sẽ vỗ tay cho cậu. Phật Di Lặc dạy toán rất hay, hơn nữa âm đủ hài ước. Khi dạy hình học thậm chí còn mang theo con kiến đồ chơi, dạy học sinh cứ như dạy lũ bạn bè vậy. Nhưng trong số học sinh của ông, người duy nhất sống bạn bè thì chỉ có Quý Dương Khâm. Chỉ duy nhất là Quý Khâm Dương mới dám như nói đùa mà hỏi ông, thầy à, tại sao con kiến lại bỏ theo hình lập phương bên trên rải đường hả? Lúc dạy đại số cũng chỉ có hắn mới dám phát biểu A cộng B nên tương đương với AB. Ông thầy Phật Di Lặc giật tới nỗi muốn mắng người nhưng lại bó tay với Quý Dương Khâm. Mặc dù nam sinh không có cố gắng gì, cũng chẳng tuân thủ nội quy, nhưng lại không trốn học, không đánh nhau, lại càng không ngủ gật trên lớp. Cho dù muốn phạt hắn học tập không nghiêm túc thì cũng chẳng tìm được lý do nào. Em phải chăm chỉ vào, Phật Di Lặc kiên nhẫn khuyên bảo tận tình. Học tập Tà Mạnh kìa, trước khi học chuẩn bị bài, học xong thì ôn lại bài. Bây giờ là tiết tự học buổi tối, học sinh và thầy giáo đứng trên bục giảng, một đối một nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm của Quý Khâm hết sức lười nhác. Em có mà, hắn cười nói, nhưng không có năng khiếu, cần cù cũng chẳng bù thông minh được thầy ạ. Tà Mạnh nghe thấy vô thức ngẩng đầu lên, Quý Khâm Dương cũng vừa lúc ngoảnh qua. Hắn nhìn Tà Mạnh chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên trễ môi xuống dưới, thẻ lưới chĩa vào huyệt nhân trung, trắng trợn mắt là mặt khỉ. Tà Mạnh phụt một tiếng cũng phì cười. Trương Giang vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, sao thế? Tà Mạnh vẫn ho trấn tích đáp, không sao, sặc nước thôi. Vẻ mặt của Trương Giang cũng tỏ rõ cậu chắc chắn là đang lừa tớ, nhưng mà thôi, tha cho cậu. Cả một buổi sáng hôm nay, gã đều luôn miệng nhắc tới người bạn mình mới quen với Tà Mạnh, nói tới mức nước miếng bay tung tóe, vui sướng rằng đầy mặt. Tớ kể cậu nghe nha, Nhu Nhu siêu đáng yêu, siêu dịu dàng luôn, cô ấy còn bảo học văn không cần phải quá giỏi đâu. Tà Mạnh vừa nghe vừa nhìn về phía bục giảng, Quý Khâm Dương đã rời tầm mắt, tiếp tục miễn cưỡng nghe Phật Di Lặc hát bài ca không quên. Hệt như từ đầu tới cuối chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Quý Khâm Dương còn hẹn Tề Phi đi chơi bóng. Hai người chơi nửa buổi với một nhóm khóa trên, mãi tới giờ nghỉ trưa mới rời sân. Tề Phi chính là nam sinh hôm trước từng hỏi Quý Khâm Dương và Tà Mạnh có thân nhau không. Tôi nghe nói năm 2 thành lập một ban nhạc, cậu có hứng thú không?
Quý Khâm Dương nằm dài trên đất, đầu gối lên cánh tay hờ hững đáp: "Ban nhạc nhỏ như vậy không thích." "Cũng chưa chắc." Tể Phi nhoẻn miệng cười, hình như hát chính là Ân Lạc Tuyết. Lúc nghe thấy cái tên Ân Lạc Tuyết, Quý Khâm Dương ngẩn người. "Cô ta định làm gì?" Tể Phi cũng phất tay: "Làm sao tôi biết được, người ta ngàn dặm truy phu, mà hai người chia tay lúc nào thế?" Quý Khâm Dương cũng khịt mũi, nét cười trên mặt hắn vẫn thế, nhưng nét cười trong mắt thì không. Hắn lạnh nhạt đáp: "Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì, cô ta thích làm gì thì kệ cô ta." Tể Phi cũng chật chật vài tiếng: "Nhưng tình cảm của người ta với cậu còn sâu nặng lắm, nghe nói cậu vào trung học cũng đuổi tới theo. Lúc học quân sự tôi đã trông thấy cô ấy rồi, hai mắt chỉ hận không thể dính lên mặt cậu luôn." Quý Khâm Dương thì miễn bình luận. Tháng 11, tiết trời dương lạnh, hắn nằm được một lát thì ngồi dậy định khoác thêm áo. Lúc quay đầu sang mới phát hiện Tể Phi đang chép một bài thi. "Từ bao giờ cậu bắt đầu chăm học thế này?" Quý Khâm Dương buông lời châm chọc, rướn người qua nhìn: "Chép của ai đấy?" Tể Phi bảo: "Của Tà Mạnh." Quý Khâm Dương nhớn mày, hắn hơi bất ngờ: "Cậu với Tà Mạnh thân nhau khi nào vậy?" "Thân hay không thì có liên quan gì?" Tể Phi thản nhiên đáp: "Hỏi mượn là cậu ấy cho mà, người rất tốt." Nét mặt của Quý Khâm Dương bóng chốc hóa thú vị. Hắn đứng dậy rồi ngồi đột ngột vươn tay đoạt lấy bài thi của Tạ Mạnh, chẳng hề quan tâm Tể Phi ở sau lưng liên tục kêu: "Này này!" Chữ viết của Tạ Mạnh cũng hệt như con người của cậu, sạch sẽ, chỉnh tề, chưa thể nói là rất đẹp, nhưng so với đa số các nam sinh thì đã là ổn lắm rồi. Quý Khâm Dương xem một lát thì cũng hết hứng, hắn ném trả bài thi cho Tể Phi rồi mới mặc áo khoác. "Còn muốn chép tới bao giờ nữa?" Quý Khâm Dương đá đầu gối đối phương mấy cái. "Đi thôi." "Bọn mình đi ăn cái gì đi?" Tể Phi chậm rãi cất bài thi. "Thịt cừu nha." Quý Khâm Dương lắc đầu: "Tôi hứa với mẹ về nhà ăn rồi." "Hôm nay Thần Tiên tỷ tỷ nấu cơm hả?" Tể Phi cũng hỏi. Quý Khâm Dương liếc xéo gái một cái: "Ai cho phép cậu gọi mẹ tôi như thế hả?" "Ôi giời, gọi là Thần Tiên tỷ tỷ cũng đâu có gì sai. Lần trước đi tập khiêu vũ, cô ấy còn bị mấy sinh viên đại học năm nhất tới bắt chuyện. Tôi thấy cậu cũng đâu có giận." Quý Khâm Dương không trả lời, hắn vươn tay để đầu của Tể Phi, lực đổ cũng khá mạnh, tỏ ý cảnh báo. Tà Mạnh thì giật nảy mình, mới phát hiện điện thoại trong áo khoác mình đang rung, trên màn hình hiện ba chữ Trương Giang Giang to đùng. "Cậu đang ở đâu hả?" Giọng của Trương Giang Giang có vẻ khá gấp. "Tớ gọi cho cậu mấy cuộc rồi đó." Tà Mạnh cũng thở dài: "Có chuyện gì vậy?" Trương Giang Giang bảo: "Bài thi thử lần này có nhiều câu tớ không biết lắm, dạo này Nhu Nhu lại không online, bài thi của cậu đâu?" Tà Mạnh bảo: "Tớ cho Tể Phi chép rồi." Trường Giang ái oán kêu lên: "Sao lại cho cậu ta chứ? Bọn mình thân nhau như vậy, sao cậu không cho tớ hả?" Tà Mạnh cũng gãi mũi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Hay là cậu tới chỗ của tớ đi, tớ chỉ bài cho." "Được được." Trường Giang bảo: "Cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ tới ngay." Tà Mạnh nhắn: "Khu Xuân Sơn, đường Ông Kinh, tầng 3, phòng số 2. Trường Giang lẩm bẩm: "Tầng 3, 2, ngã gừng lại một lát, ngữ điệu bóng chốc khóa nghiêm túc: "Chẳng phải đấy là vó đường rất có tiếng của thành phố mình hả?" "Đúng vậy." Thanh âm của Tà Mạnh ôn hòa mà bình tĩnh: "Tớ đang ở sàn tập Sanda, lúc đến nhớ đừng đi nhầm đó." Sanda hay còn gọi là tán đả, là một loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc. Trường Giang cũng không biết nói gì. Dư khuy Quý Dương Khâm về tới nhà thì Quý Sơn Dung đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Ông thấy con trai không ngẩng đầu chỉ nói một câu: "Về rồi hả?" Quý Khâm Dương vâng một tiếng. Mạc Tố Viện từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một cái nồi lớn. "Đi rửa tay mau," mẹ hắn thúc giục nói. "Bố còn mang cua về, hôm nay ăn nhiều gấp đôi nhé." Đối với cua, Quý Khâm Dương cũng chỉ thích bình thường. Hắn rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn, hứng thú gảy gảy chân cua. Hiếm khi Quý Sơn Dung mới về nhà một chuyến.
Ông là một nhà địa chất học, ngày ngày đều vào Nam ra Bắc khảo sát, niềm yêu thích đất đá còn nhiều hơn quan tâm con trai. Mạc Tố Viện gỡ cua cho hai bố con, cầu được cầu không cùng con trai chuyển phiếm. Ở trường có vui không? Quý Khâm Dương học trung học, dường như Mạc Tố Viện cũng chẳng lo lắng lắm. Lúc trước bà cũng chỉ hỏi có vui hay không, như thể con trai chỉ đi chơi chứ chẳng phải đi học vậy. Quý Sơn Dung trộn gạch cua đầy ứ với giấm và gừng, đưa tới bên môi vợ dặn dò. Ăn chậm thôi, không nóng. Nhìn vợ vui vẻ ăn, Quý Khâm Dương bất ngờ hứng chịu màn tình cảm trước mắt, lẩm bẩm một câu: F3 cũng cần được yêu thương đấy nhé. Nói cái gì đó? Mạc Tố Viện cười cốc đầu Quý Khâm Dương, lặp lại câu hỏi: ở trường có vui không? Quý Khâm Dương cắn chân cua nhát cường đáp: tạm tạm, cũng khá vui ạ. Mạc Tố Viện bảo: có cô bé nào xinh không? Quý Khâm Dương cầu thả nói: không để ý. Mạc Tố Viện vẫn tiếp lời: con trai thì sao? Quý Khâm Dương hơi ngừng lại, đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt của Tạ Mạnh, hắn khẽ cau mày. Mạc Tố Viện trợn mắt mỉm cười: khó thế cơ hả? Chẳng lẽ trong trường chỉ có con là đẹp trai? Quý Khâm Dương lướt mẹ mình một cái, hắn nhìn sang bố, Quý Sơn Dung vẫn đang chậm rãi bẻ chân cua. Hai bố con trao đổi ánh mắt, ông mới giả vờ ho hai tiếng: em quan tâm con trai nhà người ta làm gì? Mạc Tố Viện cười khanh khách, sửa giọng làm lúng: anh ghen hả? Quý Sơn Dung hoàn toàn bất lực với người vợ lớn tuổi nhưng tâm tính chẳng khác gì thiếu nữ này của mình, đành phải đáp: vâng vâng. Sau đó xúc thịt cua vào bát vợ của mình, kết thật nhiều bạn vào. Cuối cùng Mạc Tố Viện cũng vò tối tung tóc của con trai: đi học ấy à, vui vẻ là được rồi. Trường Giang Giang ôm theo đơm nớp lo sợ đứng ở bên ngoài phó đài. Tạ Mạnh chào hỏi cá vài câu liền vào trong. Thân hình nam sinh thoạt trông rõ ràng mảnh mai, vậy mà khi giao chiêu với người khác lại toát lên sự dẻo dai vô cùng. Áo lụa khoác ngoài, Tạ Mạnh vung tay, tay áo phất lên hệt như trước mặt nước nhấp nhô sóng dập dềnh. Cậu và võ sư đấu qua đấu lại 3-40 chiêu mới thu thế, vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài võ đài. Bài thi đâu? Tạ Mạnh nhìn chằm chằm Trương Giang hỏi, chỗ nào không hiểu. Bây giờ Trương Giang Giang mới nhớ ra mình tới đây làm gì, vội vàng lấy bài thi trong cặp sách ra. Tạ Mạnh tủy tay vắt khăn mặt ngang cổ, một tay cầm bài thi, một tay lấy bút ra sửa. Trương Giang đứng ở bên cạnh nhìn cậu, tóc mái của nam sinh hơi dài, rủ xuống trán mang theo chút ẩm ướt. Chỗ này nhân thẳng vào, khai căn sau đó cân bằng. Tạ Mạnh ngừng lại một lát, ánh mắt ghim trên gương mặt tưởng như đã đi vào cõi tiên của Trương Giang, rồi thở dài. Cậu có nghe không đấy? Trương Giang bảo, cậu đẹp trai quá. Trương Giang tiếp tục, cậu học Sanda từ khi nào vậy? Tạ Mạnh bảo, hồi bé thân thể không tốt nên bà dẫn đi học. Bài hình học này, bài tập cứ để đó, không vội không vội. Sự chú ý của Trường Giang đã hoàn toàn lệch sang hướng khác. Cậu học cái này để làm gì? Đánh nhau phòng thân hả? Trường Giang cũng tiếp tục, hay là anh hùng cứu mỹ nhân? Tạ Mạnh không còn gì để nói nhìn cá. Gặp chuyện bất bình, rút sao tương trợ. Trường Giang bắt đầu liên tưởng tới hình ảnh của một đại hiệp. Rốt cuộc Tạ Mạnh không chịu nổi nữa. Tớ chỉ học Sanda chứ không phải là Superman hay Spiderman. Cậu nghĩ đi đâu thế? Trường Giang thì vẫn chưa từ bỏ ý định. Phải học cái đó để làm gì? Tạ Mạnh vẫn nhẫn nhịn nói. Đầu tiên là muốn cường thân kiện thể. Hai mắt Trường Giang sáng rực. Sau đó có lẽ... Tạ Mạnh bị khá nhìn tới mức nổi tâm thần run rẩy, sau cùng mới kháng gượng trả lời. Sau đó bảo vệ tổ quốc, chắc là thế đi. Dù sao đi nữa, Trường Giang chăm chú nhìn Tạ Mạnh. Cậu thật sự rất là đẹp trai. Ừ, cảm ơn. Giúp Trường Giang giải xong đề thi thì cũng vừa lúc tới giờ cơm, hai người tới quán thịt kiều trước cửa võ đường giải quyết bữa tối. Dạo này Nhu Nhu bận lắm, hình như các cậu ấy cũng sắp thi. Trường Giang hút sợi mì bảo, cậu ấy còn bảo tớ chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ nữa. Tạ Mạnh nhèo mắt gắp tỏi cho mì ra,
Nghe tới mấy chữ chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ thì bất giác ngây người. Đời người đèn lái sáng lên một cách tầng hơi nước khôn lên từ nồi canh, thịt kiều chính giữa thì cũng đã sôi. Rồi cậu nhìn chằm chằm Trương Giang, tỏ ý hiểu rõ cũng không nói câu nào. Dường như Trường Giang biết đối phương đang hoài nghi điều gì, gương mặt non nớt, nháy mắt đỏ bừng, lắp bà lắp bắp nói: "Tớ, bọn tớ không phải yêu sớm, chỉ là động viên nhau, chia sẻ." Cậu không thích cô ấy chắc. Cuối cùng Tà Mạnh cũng bỏ hết tỏi ra, cậu gắp mì lên nhẹ nhàng thổi. Hàng ngày ngoài hỏi bài tớ ra thì lúc nào cậu cũng nhắc tới Nhu Nhu, các cậu quen nhau thế nào? Ráng đỏ trên mặt của Trường Giang vẫn chưa nhạt đi, cả người thoạt trông mất tự nhiên, thẹn thùng đáp: "Bọn tớ gặp nhau trong group học tập." Nhất thời Tà Mạnh chưa kịp hiểu group học tập là gì, thì là một nhóm gồm rất nhiều học sinh giỏi cùng nhau giải một số bài tập. Trường Giang cũng hơi ngượng ngùng: Tớ lén trà trộn vào group đó của trường trung học Sơn Đồng." Tà Mạnh há hốc miệng ngạc nhiên: "Họ sao chép bài tập của nhau?" "Tất nhiên là không." Trường Giang giật mình, ngôn từ chính nghĩa phản bác: "Nhu Nhu siêu lắm, những bài tập mà họ làm đều rất khó, thảo luận cũng siêu nghiêm túc, siêu kịch liệt luôn." Tà Mạnh khó có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy tốt đẹp tới bao nhiêu. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Họ biết cậu học ở Đại học Vũ Điền không?" "Không biết." Trường Giang Giang lập tức cô đơn. "Tớ ngại nói ra, bài tập của họ khó lắm, tớ cũng không hiểu. Có lần bất cẩn hỏi một câu không hiểu, chỉ có Nhu Nhu là giảng cho tớ thôi." Tà Mạnh cũng im lặng, cậu vô cánh tay của Trương Giang, im lặng một hồi mới nói: "Cậu rất giỏi, không biết làm bài chẳng phải việc gì xấu hổ đâu. Họ không để ý tới cậu là họ có vấn đề." Trương Giang cũng mỉm cười: "Nhu Nhu cũng nói vậy." Tà Mạnh cũng gật đầu: "Cậu ấy nhất định rất xuất sắc." Trường Giang lại đỏ mặt, như thể chính cá mới là người vừa được khen, trừng ra điều bộ cười ngô nghê. "Cậu cũng rất xuất sắc." Trường Giang huých nhẹ vào vai Tà Mạnh: "Tớ nghĩ những bài tập của họ chắc chắn là cậu giải được, chẳng qua không học ở trường Sơn Đồng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người khác chứ?" Tà Mạnh không kìm được bật cười, cậu đấm nhẹ vào Trường Giang một cái, từ tốn nói: "Trên thế giới này chỉ có hai thứ công bằng, đó là kiến thức và thời gian. Nghĩ thông được điều này thì học trường nào cũng như nhau cả thôi." Trường Giang miệng thì đầy sợi mì, mặt thì đầy sùng bái, giơ ngón cái lên với cậu. Tà Mạnh thản nhiên uống xong ngụm canh thịt cừu cuối cùng trong bát: "Có điều câu đó không phải do tớ nói."